Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa thượng Tịnh Không. Đề tài 55: cần tu giới định tuệ. Ở Ấn Độ có một số người tu hành đều được gọi là sa môn. Sa môn dịch ra ý Trung văn gọi là cần tích, ý nghĩa là cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Phật pháp sau khi truyền đến chúng ta, cái từ sa môn này là chuyên để gọi cho người xuất gia trong nhà Phật. Ý nghĩa của sa môn: tại gia cùng xuất gia thì đều có thể đầy đủ. Bạn ở tại gia cũng cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Vậy thì bạn cũng là sa môn ở tại gia. Cư sĩ ở tại gia chăm chỉ, cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Đó chính là cái tâm xuất gia, chính là làm sa môn. Đó gọi là thân ở tại gia nhưng tâm thì xuất gia. Giả như một người xuất gia mà đem giới định tuệ ba học bỏ qua một bên, mỗi ngày chỉ thêm lớn tham sân si, vậy thì xong rồi, tương lai họ cũng phản sanh vào A Tỳ địa ngục. Chỗ đi đến không giống nhau. Cho nên ở trên kinh Phật dạy bảo chúng ta, những chỗ nào cần phải nên buông xả thì chúng ta hãy đều buông xả. Những thứ nào cần phải nên học tập thì chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Các vị phải nên biết, cơ duyên gặp được pháp môn tịnh độ có thể nói là trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong kinh Di Đà, một lần rồi hai lần cho đến ba lần đều khuyên bảo chúng ta cầu sanh tịnh độ chân thật, là hết lòng hết dạ mà khuyên bảo. Chúng ta sanh vào trong thế giới ta bà. Thế giới ta bà là cõi xấu ác. Chúng ta muốn xả ly ta bà cầu sanh Tây Phương tịnh độ thì nhất định cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Phật ở trên kinh A Di Đà nói với chúng ta, thế giới Tây Phương cực lạc chính là các bậc thượng thiện nhân câu hội về một nơi. Do đó chỉ có người chân thật, diệt trừ tham sân si, cần tu giới định tuệ mới có thể vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam